Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh, chuyên gia về lĩnh vực ngoại lồng ngực tim mạch và đã từng làm việc tại các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông đang làm cố vấn của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm nay, ông thường xuyên về Bệnh viện Đồng Nai 2 khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Với các ca bệnh khó, phức tạp đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám. Và mỗi ca bệnh là một bài giảng thực tế cho các bác sĩ của Bệnh viện Đồng Nai 2. Theo vị chuyên gia này, thì nâng cao tay nghề bác sĩ hay chất lượng chữa trị không phải là chuyện một sớm một chiều và phải đi từng bước. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nguồn lực của bệnh viện, gồm cả chuyên môn, tinh thần học hỏi của bác sĩ trẻ và sự đầu tư trang thiết bị. Và mục đích cuối cùng chính là an toàn của bệnh nhân. Cố gắng hỗ trợ dưới này, mình đẩy những cái chuyên khoa sâu hơn, giống như chuyên khoa về bệnh lý về mạch máu, bệnh lý về tim, những bệnh lý mà nó khá là đòi hỏi các chuyên gia xuống hỗ trợ đó, nó sẽ nhiều hơn. Ở đây là các anh em nó chịu khó và đồng thời nó toàn là những cái người mà đầy nhiệt huyết, trẻ tuổi và đồng thời nó mong muốn là đẩy cái về khoa học, về điều trị bệnh nhân cho tốt hơn. Chương trình chuyên gia về tuyến dưới khám chữa bệnh nhận được sự ủng hộ của nhiều bệnh nhân, nhất là người lớn tuổi. Gần 90 tuổi, cụ bé mới phát hiện bệnh tim cách đây không lâu. Ngoài ra, cụ còn mắc thêm các bệnh khác như huyết áp, tiểu đường. Tuổi cao lại mắc nhiều bệnh, nên mỗi lần nhập viện thường kéo dài, bởi cụ dễ vào các đợt bệnh nặng. Tôi mừng năm, vì sao tôi được có người giỏi mà đến nơi đến chốn chữa tôi mừng lắm. Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã duy trì hình thức mời chuyên gia về khám và mổ cho những ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng của bệnh viện ở các chuyên khoa khác nhau. Riêng về chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực, đơn vị này thường mời chuyên gia từ các bệnh viện như Bệnh viện 115, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hay Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Cùng một loại bệnh nhưng không có công thức chung cho tất cả bệnh nhân. Do vậy, ở các ca bệnh khó, thì các chuyên gia và bác sĩ của bệnh viện đều có sự trao đổi. Khi làm việc cùng chuyên gia, các bác sĩ sẽ cập nhật kiến thức mới, học hỏi kỹ thuật mới mang lại an toàn cho bệnh nhân. Có những người bệnh nhân mà có chỉ định phẫu thuật thì bao giờ mình cũng sẽ hội chẩn, lấy thêm những cái ý kiến khác từ các bác sĩ địa phương và qua đó mình biết được là những cái trang thiết bị gì bệnh viện mình có, những cái dụng cụ, những cái vật tư gì mình cần, liệu trong cái bảo hiểm y tế hay là ở trong bệnh viện mình có hay không, để mà đảm bảo là cái cuộc phẫu thuật nó diễn ra an toàn và hiệu quả. Nhiều bệnh nhân đều mong muốn các bệnh viện duy trì hình thức này thường xuyên hơn, liên tục hơn và ở nhiều chuyên gia khác nhau. Thay vì mình đi xuống đầu ngành đó, những cái ca ví dụ giống như ca khó đi, mà giống như đi xuống thì rất là mất thời gian, rồi xa nữa, nhiều thứ phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà ở đây thì giống như bác về thì rất là tiện. Hy vọng là lúc nào kiểu như là có cái bác thường xuyên về bệnh viện như thế này để giống như là gặp những cái ca khó đó, bệnh nhân không phải đi xa nữa, tốt cho mọi người, tốt cho bệnh nhân. Chuyển giao kỹ thuật hay mời chuyên gia đã và đang được nhiều bệnh viện cả công lẫn tư áp dụng từ nhiều năm nay. Mục đích là để người bệnh không phải đi xa khám chữa bệnh, đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí hơn. Dù vậy, để thực sự có hiệu quả, thì việc chuyên gia khám chữa bệnh tại địa phương cần làm liên tục và kéo dài.